theo cái đường chỉ tay tình duyên này á, hai cô có đường chỉ tay giống nhau y hệt luôn. Hả? Ôi, hả không? Cả hai cô đều có người thầm thương trọng nhớ. Ai vậy thầy? Cái người này rất là quen, có thể nói là xa tận chân trời, nhưng mà gần ngay trước mắt. Vậy cô đoán được ai không? Cô bán quán, một ngày ra vô gặp biết bao nhiêu người, sao cô biết ai được? Còn con biết ai không? Thì con cũng vậy, con bán tạp quá, một ngày con gặp biết bao nhiêu người. Không lẽ bây giờ thầy phải nói quệt tẹt ra để lộ thiên cơ? Thôi lỡ rồi, tới luôn đi thầy. Chứ thầy úp mở kiểu này á, tối nay cô cháu tôi ngủ không có ngon đâu. Thôi được rồi, vì để giúp cho hai cô tìm được đúng nhân duyên của mình, tôi đành phải cải thiên ý. Hai người đó đó có chung một điểm. Chung điểm gì thầy? Cùng chung quyết thống. Cùng chung? Không lẽ hai cha con? Người đó là anh Tư. Với Thành. Tự nhiên thầy kêu con lấy ổng, con không chịu đâu. Con với Thành cũng đâu thể nào lấy nhau được. Nhưng mà duyên số á, là đã định như vậy rồi. Duyên số. Hai người hiểu không? Hai người mà có cãi cũng không được. Chỉ bằng bây giờ thuận theo ý trời, chẳng những hai người cưới hai người đó, mà còn cưới cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nữa. Không, không, con nhất định không chịu, không chịu. Con không chịu. Cô Liễu, đợi con.